Tuy mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng khu du lịch Sơn Tiên hay còn gọi là thành phố du lịch Sơn Tiên với không gian rộng lớn, tọa lạc ngay thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã nhanh chóng được đông đảo du khách biết đến, đặc biệt là khách du lịch từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. Sơn Tiên có đầy đủ các công trình đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng của đủ mọi lứa tuổi, chuỗi trò chơi đa dạng phong phú được thiết kế hiện đại tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế quả thật là thiên đường giải trí đầy mê hoặc và hấp dẫn. Đầu năm 2024, thành phố du lịch Sơn Tiên tiếp tục đầu tư và cho ra mắt siêu công viên chuyên đề Sơn Tiên Amazing World, rộng 180 hecta, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, chuẩn bị khánh thành trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới. Sơn Tiên Amazing World xuất hiện choáng ngợp với 6 kỷ lục được xác lập gồm đường Giang Thanh Rồng Thiên Lộ dài nhất Việt Nam, cầu đi bộ trên không dài nhất Việt Nam, công trình cá chép hóa rồng lớn nhất Việt Nam, Phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát Ngự Đỉnh Long Quy Điền lớn nhất Việt Nam, hệ thống hồ cảnh quan, hồ chuyên đề lớn nhất Việt Nam, khu du lịch có hệ thống mái che lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó là hàng loạt các trò chơi mạo hiểm mang đến cảm giác vô cùng phấn khích và thú vị cho du khách như đua xe địa hình, xe tăng thám hiểm rừng rậm ở Amazing Amazon hay các trò chơi thực tế ảo vô cùng sống động, hấp dẫn. Nhân dịp đại lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, siêu công viên chuyên đề Sơn Tiên Amazing World sẽ chính thức khánh thành cùng chuỗi sự kiện lễ hội rực rỡ sắc màu, được đầu tư hoành tráng, quy tụ khoảng 300.000 du khách, hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa lễ đáng nhớ và ấn tượng nhất Việt Nam năm nay. Đặc biệt, Sơn Tiên sẽ dành tặng 20.000 voucher miễn phí 100% vé tham quan siêu công viên chuyên đề Sơn Tiên Amazing World nhân dịp khánh thành và miễn phí 100% vé vui chơi trọn gói tại siêu công viên nước. The Amazing Bay nhân dịp sinh nhật tròn 2 tuổi.